Rồi, Liêm xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay chắc là mình nghĩ là một cái video nó sẽ hài lòng đến mọi người hết. Tại vì các bạn và anh chị biết tại sao không? Là cái tháng 9 á, cái tháng 9 Tây á anh chị thì hình như là tháng 9 Tây á thì nó sẽ là tháng 7 của âm lịch. Và tháng 7 âm lịch thường là tháng người ta ít có mua sắm hoặc dụng á, thì nó thẳng ra là tháng cô hồn đó. Thì người ta sẽ hạn chế mua sắm cái vấn đề là cái món đồ nào đó, và cụ thể như chẳng hạn như là những cái dòng xe thì người ta ít mua, nên là cái giá xe tháng 9 phải nói là nó giảm rất là nhiều. Hôm nay thì đã qua tháng 10 rồi bạn, nó gần hết tháng 10 rồi thì giá xe đã bình ổn trở lại, có nghĩa là đã lên trở lại rồi. Thì dạo này mình cũng quay những cái cửa hàng xe mới rất là nhiều luôn đó, mình quay những cửa hàng xe mới rất là nhiều các bạn, mình thấy giá xe phải nói lên phải gọi là từ đáng kể. Chẳng hạn như Winner X thì nếu các bạn xem kênh của mình thì cũng biết là giá của nó phải từ 40 trở lên chứ không bao giờ có 40 trở xuống. Nếu mà từ ngày hôm nay là ngày 22 tháng 10 2020 thì giá xe phải từ 40 trở lên chứ không bao giờ 40 trở xuống. Nhưng mà có một cái cửa hàng xe máy các bạn à, người ta bán theo cái dạng mà người ta lúc mà ta nhập còn cái lô còn rẻ, thì bây giờ quyết định luôn là vẫn cứ bán giá như cái giá tháng 7 luôn. Phải nói là nó rẻ hơn đến 3-4 triệu đồng luôn. Và những cái dòng xe không phải là dòng Winner X đâu đó, thì còn những cái dòng xe mà người ta chấp nhận, người ta sẽ bán những cái giá giống như là tháng cua hồn luôn đó. Rồi còn có một hai loại xe ít thôi, chỉ một hai dòng thôi, thì người ta mới nhập vào cái lô mới thì người ta sẽ bán cái giá nó bình thường, cũng giống như bao cửa hàng khác ha. Thì cửa hàng nào mà mình nãy giờ mình nói hơi nhiều đến như vậy, xin giới thiệu đến các bạn là cửa hàng xe máy Duy Hưng các bạn nha. Đây, xe máy Duy Hưng thì một trong những cái cửa hàng mà phải nói là bán cái giá xe phải nói là mình rất là thấy rất là tốt. Thì đó là nó không phải chứng minh qua cái lời nói của mình, mà nó chứng minh qua những cái lời giới thiệu xe, những cái lời báo giá của những anh, đầu tiên là anh Duy Hưng chủ cửa hàng, sau đó là anh nhân viên cửa hàng, mình xin lỗi anh là hay quên tên để tí mình hỏi lại ha. Đó, thì địa chỉ thì các bạn cũng thấy rồi đúng không, đây là cái đường Nguyễn Văn Tiết các bạn, đường Nguyễn Văn Tiết phường Lễ Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Và số điện thoại thì các bạn không cần quan tâm hay số đó làm gì đâu đó, tại vì hai số đang hiện trên màn hình các bạn rồi, nên mình cứ yên tâm về bằng số điện thoại. Còn bây giờ hướng dẫn đường sơ các bạn, hướng này các bạn, đường Nguyễn Văn Tiết, nếu mà đúng cùng hướng này mình đi ra thì mình sẽ ra cái ngã ba đó, mình đi ra ngã ba, đó là cây xăng số 4. Nếu mà mình ra ngã ba thế này, cây xăng số 4, mình ra phải là sẽ đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh, và cụ thể là mình ra ngay cái chân cầu cầu Bình Phước các bạn, cầu Bình Phước trên quốc lộ 1A đường xa lộ Hà Nội các bạn. Còn nếu mà đi rẽ trái mình sẽ về cái ngã năm đại lộ Bình Dương, cũng giống như là đi Mỹ Phước, Dầu Tiếng hay là Bình Phước ha. Rồi, địa chỉ cửa hàng thì gần với cái viện kiểm soát nhân dân thành phố Thuận An các bạn nha. Đó, thì địa chỉ mình đã giới thiệu rất là rõ ràng luôn rồi. Còn nếu như mà muốn biết thêm về cái địa chỉ như thế nào á thì mình cứ mạnh dạn và liên hệ về hai cái số điện thoại em để trên màn hình để gặp trực tiếp anh chủ cũng như là nhân viên cửa hàng sẽ tư vấn cho mình rõ hơn ha. Ok, bây giờ mình sẽ vô gặp anh nhân viên cửa hàng để mà hỏi anh vài vấn đề tiếp nha. Chào anh. Chào anh. Dạ. Chào anh Ngôn. Thì anh em mình đã làm một cái video rồi, nhưng mà dạ, trước tiên chắc em cũng phải xin lỗi anh tại vì em quên tên, cho em xin cái tên lại dạ, cái. Em tên là Cường, quản lý cửa hàng xe mới, xe máy Duy Hưng. Dạ, anh Cường. Dạ. Xin chào anh Ngô Nguyễn và chào các vị khán giả. Dạ. Thì trước khi quay thì em với anh cũng có trao đổi với nhau tí dạ, là mặc dù giá xe lên nhưng mà có nhiều dòng xe cửa hàng mình vẫn giữ giá như là cái giá cũ của tháng trước anh ha. Dạ đúng rồi ạ. Một số dòng xe cũng có dòng xe lên, cũng có dòng xe xuống. Dạ. Tuy nhiên cửa hàng muốn bình ổn giá và muốn tạo điều kiện cho khách hàng để sử dụng cái xe của mình. Dạ. Thì cái giá xe mình vẫn giữ nguyên. Dạ. Và một số xe thì lên chút đỉnh chút xíu thôi, không dạ, nhiều. Dạ. Chẳng hạn như cái xe nào mà mình giữ giá nguyên lại anh? Hầu như tất cả trong cái xe, bây giờ mình cứ tính phần trăm đi. Dạ. Khoảng tầm 90% là xe trong cửa hàng là sẽ giữ giá nguyên. Dạ. Còn 10% thì nó là lên với xuống. Wow, vậy là phải gọi là từ rất là ít luôn là dạ, giá xe thay đổi các bạn, còn dạ, như là giữ nguyên hết. Dạ rồi. Và các bạn muốn biết giá giữ nguyên nó tốt như thế nào thì mình sẽ hỏi anh cái dòng Winner X ha. Tại dạ, vì Winner X bây giờ em thấy là người ta hay bán không bao giờ dưới 40 anh. Dạ đúng rồi. Từ CBS chúng tôi từ 40-41 trở lên chứ dạ, không bao giờ dưới. Xe Winner X bên em bây giờ mình báo cái giá là chưa đăng ký biển nha. Dạ đúng chỉ rồi. Chỉ đăng ký biển mà mình báo cái giá là bao VAT. Dạ đúng rồi. VAT. Thì đối với Winner X nó sẽ dao động từ 38 triệu, 37 triệu.
đến khoảng tầm 39 triệu. Ừ, tùy theo xe, tùy theo phiên bản. Cái giá này là giá em thấy là còn giống như giá tháng 7 âm lịch luôn. Đúng đó. Rồi, rất là hấp dẫn. Dạ. Thì em không biết là mình cái vấn đề trả góp á thì em thấy là mình rất ok vấn đề đó rồi. Dạ. Nhưng mà em sợ là các bạn trên kênh em có những người người ta mới xem lần đầu á. À rồi, nên ok. Là mình nhắc lại cái mình ha. Sẽ nhắc lại về cái cách thức mà trả góp với cách thức mua xe bên mình. Dạ. Trả góp ví dụ như là bên mình sẽ hỗ trợ trả góp 4 ngân hàng. Dạ. Jack, HD, FE và Home Credit. Đặc biệt là bên mình có hỗ trợ quẹt thẻ qua thẻ, hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng. Yeah. Là bên mình hỗ trợ 24 ngân hàng là tất cả các thẻ các bạn đang dùng thẻ tín dụng á. Yeah. Các bạn mang thẻ tới cửa hàng quẹt thẻ và lấy xe về, còn lãi suất thì người ta sẽ tính 0% lãi suất. Đặc biệt là tính không lãi suất đó sẽ... là về cái phần thẻ tín dụng là 0%. Đúng rồi. Yeah. Là không lãi suất, rất là ưu đãi. Còn nếu mà mua trả góp ấy thì các bạn cần mang chứng minh và bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu. Mang đến cửa hàng sẽ duyệt trong hồ sơ khoảng 15 phút, rất là nhanh. Em không biết là mình có những cái dòng xe nào mà mình không cần trả trước mà mua được không ạ? À, bên mình rất nhiều dòng xe. Ví dụ điển hình như là Vario 125 nè. Dạ. Winner nè. Dạ. Những dòng xe mà tầm 30 triệu đổ xuống. À dạ. Đấy là bên mình sẽ hỗ trợ là không cần trả trước. À dạ. Đấy, đặc biệt là những dòng xe 50 này nè. À, như chẳng hạn em thấy Winner X với Vario nó cũng từ 30-40 rồi mà mình cũng không cần trả trước. Dạ đúng rồi. Là những dòng xe này cửa hàng sẽ hỗ trợ cho mình luôn là không cần phải đưa trước. Dạ. Ok. Rồi thì bây giờ xin phép anh Cường cho em với bạn camera cho các bạn trên kênh xem một dòng hàng trước ha. Rồi ok. Những cái thủ tục thì các bạn cũng biết rồi. Đó là anh đã chia sẻ rất là rõ ràng rồi ha. Còn bây giờ thì cho các bạn xem hết tổng thể cửa hàng cái. Rồi mình với lại anh Cường sẽ trở về đầu cửa hàng để mà review những con xe đầu tiên ha. Đây, như Winner X thì anh nói là chỉ có 37, 38 triệu thôi các bạn nha. Đó, đây và Vision. Rồi những cái dòng xe 50 phải nói là mình đi quay cũng rất là nhiều cửa hàng xe mới cũ rồi. Những cái dòng xe 50 này mình thấy hầu như là mới thấy lần đầu tại hàng xe máy của anh Duy Hưng luôn. Đó, và có cả những cái dòng Future ở đây cũng có các bạn ha. Rồi, rất là nhiều Sonic, Exeter, Merkin và có cả những cái dòng Vario màu độ anh em mình còn hay gọi là màu 3D cũng có luôn các bạn. Đây. Như Vario 150 sơn màu 3D, màu đỏ trắng cũng rất là đẹp các bạn ha. Những cái giờ mẫu SH nữ 2020-21 cũng đều có AB150, nói chung tất cả những dòng xe mới của Honda thì mình thấy hầu như là cửa hàng đều có. Và những cái dòng Yamaha như Exeter, Merkin cũng đều có luôn. Rồi, giờ đầu tiên anh em mình báo những dòng xe 50 trước anh Cường ha. Dạ đúng rồi, mình sẽ đi từ ngoài vô trong trước. Dạ. Vô chi tiết cho các bạn biết chính xác giá luôn. Đây là cái dòng Cup. Đúng rồi, Cup 50. Mà cái màu rất là đẹp nha. Ok. Và Cup này bên mình còn rất là nhiều màu. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng còn rất là nhiều xe mình bỏ trên kho nữa. Chỉ là để cho mẫu, để cho có xe thôi. Dạ. Em nhớ là hình như em quay hai lần trước thì giá Cup này là 12 triệu rưỡi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Lúc mình quay lần trước Cup là 12 triệu 500. Hiện tại trong tháng 10 này cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn là bớt cho các bạn 500 nếu các bạn chia sẻ mạnh về cái video này. Dạ. Sẽ hỗ trợ cho các bạn là 500 ngàn nữa là 12 triệu. Vậy là em thấy không phải là những cái dòng xe giữ giá mà phải gọi là những dòng xe xuống giá nữa. Đúng rồi. Mà trong khi tất cả những thị trường bây giờ thì em thấy toàn là xe lên chứ không bao giờ xuống. Dạ đúng rồi. Giá xe vừa rồi là giá xe là giảm nhưng mà theo xu hướng là từ Tết là giá xe sẽ lên. Đúng rồi. Nhưng hiện tại cửa hàng vẫn giữ giá lại, vẫn giữ cái giá tháng tháng rồi. Dạ. Thì bán xe là giá rất hấp dẫn. Dạ. Mình với giá là 12 triệu anh ha. Đúng rồi, 12 triệu. Rồi, đây hiện tại mình chỉ có hai màu nhưng mà các bạn yên tâm là như anh Cường chia sẻ là mình còn rất là nhiều màu luôn. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Trên kho này còn nhiều màu lắm. Đây đại diện trước tiên các bạn thấy là màu xanh bơ ha. Dạ màu bơ đó, và bên kia là màu xanh đen. Và con Charlie Việt Thái thì như thế nào anh? Dạ Charlie đối với dòng 50 ấy, thì bên mình bán đồng giá luôn. Dạ. Là từ 12 triệu 500 bên mình giảm xuống 500 ngàn dành cho những bạn nào mà chia sẻ cái video clip này. Dạ. Là sẽ giảm trực tiếp cho bạn 500 ngàn nữa là dạ, 12 rồi. Triệu. Đó. Các bạn thấy video có hấp dẫn, có hay thì mình hãy chia sẻ mạnh tay về cái Facebook cá nhân hay là cái Zalo của mình. Còn nếu các bạn nào có trang Facebook hay là Instagram hay gì đó, hay là các bạn cứ chia sẻ những cái trang mạng các bạn thì cứ lại cửa hàng là các bạn sẽ được giảm với giá tối đa luôn ha. Rồi ok anh. Rồi mình qua bên đây. Hôm nay Cup 50 mà mình cũng có những cái màu đặc biệt như thế này nữa anh ha. Đúng rồi, nó nhiều màu lắm, đa dạng màu lắm. Dạ. Dòng này thì em chỉ thấy trên cái dòng Yamaha là nhiều á. Dạ. Màu đỏ nhám này thường đó. Thấy Exeter đồ á. Dạ. Mà hôm nay là trên chiếc Cup 50 này cũng có luôn nha mấy bạn học sinh. Những anh chị mà mình chưa có bằng lái thì quả sử được ha. Sẵn đây mình chia sẻ có một số bạn bình luận trên kênh của mình là xe 50 bây giờ cũng chạy bằng lái là sai các bạn nha. Là
cái đó chỉ là mới có dự thảo thôi, chưa có mà xác định chính xác nha. Nên là xe 50 và xe điện hiện tại mình vẫn không sử dụng bằng lái như trước giờ hết, chỉ là mới dự thảo của Bộ Giao thông chưa có duyệt nha. Rồi, cái bằng lái nhiều bạn còn thắc mắc là có nên mua dòng xe 50 hay không, và mua 50 về sợ để phải đổi bạc. Đấy, hiện tại cái đó nó chỉ là đang còn trên sách vở thôi, chứ còn chưa áp dụng thực tế. Thế các bạn cứ yên tâm. Dạ, yên tâm điều đó các bạn nha. Rồi, đây là cái dáng xe 50 nhưng mà dạng custom của Honda mình hồi xưa anh ha. Dạ. Dạ. Đây thì xe liên danh nha, nhưng mà dáng custom hồi xưa các bạn. Rồi, cũng là 12 triệu anh ha. 12 triệu. Dạ rồi, ok. Tiếp tục thì mình tới cái mẫu xe giống như 110 quay alpha của dòng Honda luôn, nhưng mà đây cũng là xe 50. Đúng rồi. Y chang như xe 110 vậy. Dạ. Đây, và có những con là sơn lốp nháp y chang mẫu 2019 2020 luôn các bạn, thấy không? Này mà mình bài một cách mẹo nhỏ các bạn thôi, vậy bạn gỡ cái nắp này ra, bạn mua cái nắp của Honda gắn vô là y như máy Honda luôn á. Đây mình có cái nắp luôn ta. Đúng rồi. Cái này giống nguyên cụm nó luôn á vậy. Rồi. Cũng là 12 triệu anh ha. Dạ, 12 triệu. Dạ. Rồi, bên đây thì mình có một cái mẫu. Mẫu này em đoán là không phải là những cái bạn học sinh hay là những người chưa bằng lái đâu, mà nếu là những ai mà đam mê rim cái mẫu này là nhìn cũng muốn chết luôn á anh. Xe này là rim 100. Dạ. Rim 100 bên mình cũng bán 12 triệu luôn. Cũng 12 luôn. Đúng rồi, bán hạ giá cho các bạn luôn. Nhưng mà lưu ý nha, mình chỉ dành cho những bạn nào mà chia sẻ mạnh cái video clip này, mình sẽ giảm trực tiếp 500.000 nếu mà đến mua xe tại một cửa hàng mình. Nhớ chia sẻ like mạnh cái video này các bạn nha. Dạ. Rồi. Phải, bây giờ là phải nhờ chịu bạn camera giúp giùm quay thật kỹ chiếc rim này cho mình, tại vì riêng bản thân mình cũng rất là thích nó luôn. Rất là đẹp. Những ai mà fan rim thì vô đây mà bây giờ nhiều bạn á có một chiếc rim Trung Quốc anh, thì người ta có đôi khi người ta sẽ dọn lại, người ta nhiều khi không có tiền để mua xe Nhật á. Có một chiếc rim Trung Quốc dọn lại em thấy cũng hơi bị thốn tiền á nha. Đúng rồi. Nhưng mà rút cuộc thì nó cũng chỉ là xe đã qua sử dụng dọn lại thôi. Nếu mà cái phần tiền đó mình có thể thì mình sẽ tích góp chút xíu, mình sẽ mua luôn. Đây là dòng xe mới hoàn toàn và đẹp nguyên thủy luôn. Ok. Phần này quá đẹp, cũng 12 triệu đồng thôi. Đúng rồi, đó là ưu đãi. Tuyệt vời luôn, thật sự các bạn à. Còn bên đây là Sirius 50. 50. Cũng 12 luôn anh. Dạ đúng rồi, cũng 12 triệu. Rồi ok anh. Bây giờ thì cho em hơi bị vô duyên chút xíu đi. Em chuyển ngang lên cái con Benelli đó, hôm nay mình rồi. Để bao nhiêu? Benelli này không chỉ là riêng Benelli mà là ba dòng xe mô tô mini. Bên mình đang bán đồng giá là 25 triệu. Có những cửa hàng bán 30 mấy đến 40 triệu luôn đó anh. Đúng rồi, bên mình bán 25 triệu. Đó là lý do tại sao mà em đang dưới đây mà em chuyển nhanh lên trên đó là như vậy. Dạ. Rồi tiếp tục thì bây giờ anh em mình vô cái hàng bên trong các bạn ơi. Rồi. Đây là Vario 125 đúng không anh Cường? Đúng rồi. Dạ. Đây là Vario 125. Thì nhờ anh chia sẻ coi giá hôm nay mình có giữ ổn không? Xe Vario 125 bên mình còn tháng 10 mình còn đại hạ giá cho các bạn luôn. Xin phép anh Cường là cho em nhắc ngang một cái. Dòng này là em thấy bán 42, 44 triệu một con. Tất cả những cái phần thể. Còn bây giờ mình để bao nhiêu? Bên mình nó sẽ dao động từ 39 triệu đến 42 triệu. Anh phá giá luôn hả? Phá giá thị trường luôn. Bao rẻ với thị trường luôn. Đấy. Là tùy theo phiên bản. Tại vì Vario nó cũng nhiều phiên bản, nó cũng nhiều màu. Thì dao động từ 39 triệu đến 42 triệu rồi. Tùy theo xe. Chẳng hạn như những màu đỏ quá đẹp thì đâu thể nào mà giá thấp được anh. Dạ. Nó phải lên thôi, đó là chắc chắn các bạn. Đúng rồi. Và những cửa hàng mà chẳng hạn như người ta 40 mấy thì nếu như mà người ta đổ cũng phải lên thôi. Thì các bạn cũng biết rồi. Cái đó không phải là người ta như thế nào, nhưng mà do người ta bán theo giá thị trường. Còn đây là anh Cường chấp nhận phá giá luôn. Đúng là anh phá giá luôn các bạn à. Rồi mình tới Winner X đi, anh chia sẻ đi. Đây là CBS anh ha. Đúng rồi, xe này là Winner X CBS. Thì khi đầu video mình cũng nói rồi đấy, nó sẽ dao động từ 37 triệu đến 39 triệu tùy theo tên phiên bản. Hiện tại là vậy, đúng rồi. Rồi, từ 37 đến 39 triệu các bạn nha. Rồi, còn đây là con Raider. Raider đây là phiên bản màu riêng luôn các bạn nha. Màu trắng xanh, rất là đẹp. Cái xe Raider này là nó có cả Satria nữa. Satria và Satria của Việt Nam á. Thì Raider mà của Việt Nam này là bên mình đang bán là nó khoảng tầm 51 đến 53, còn Satria thì nó khoảng tầm 54 đến 56 tùy theo xe. Ok anh. Rồi nhờ anh chia sẻ đến cái dòng Sonic luôn nha. Sonic thì nó cũng có hai phiên bản. Nó sẽ dao động từ 56 triệu đến 59 triệu. 56 đến 59 các đúng bạn rồi. Ok anh. Rồi, coi như giá này nãy nói là ba con ở đây đúng đều rồi. Là 25 triệu hết. Đúng rồi. Mình thấy rất là ưng.
Nhưng mà nếu được lựa chọn là quan điểm của mình thôi các bạn nha. Còn như các bạn nào mà thích cái nào thì mua cái đó. Nhưng nếu quan điểm của mình chắc là mình sẽ lấy dòng Benelli. Riêng bản thân mình thôi nha. Dạ. Tại mình thích thôi. Rồi đồng với nhau 25. Dạ. Còn biển và ra tên cái này cái kia thì mình cứ liên hệ về cửa hàng để mình cung cấp cái thông tin như là mình ở cái quận, huyện, thị xã hay là thành phố. Thì mỗi nơi nó sẽ có cái phần trăm đóng phí trước bạ khác nhau. Như thành phố chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh là cao nhất luôn rồi, đúng không ạ? Đúng rồi, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội là cao nhất. Dạ. Còn như huyện thì như em biết thì như chỉ có 2%. 2%. Dạ. Đó thì mình ở nơi nào thì mình hãy liên hệ với cửa hàng để cửa hàng tính cái phí trước bạ. Dạ. Và cái tiền dịch vụ người ta làm nha. Rồi. Ok, thì trong đây là dòng Sirius 110 của Yamaha. Đây Sirius. Thì ngoài những màu này mình còn màu nào không anh? Còn rất là nhiều màu, tất cả những màu mới bây giờ bên mình màu nào cũng có. Kho mình đặc biệt là kho mình rộng lắm, chứa tất cả các xe bây giờ màu nào cũng có hết. Thì các bạn nếu mà sợ lo ngại về đến đây, về đến cửa hàng mình là màu này màu kia không có, các bạn cứ yên tâm, màu nào cũng có hết. Ok. Giá rất là hấp dẫn. Như nếu mà cái dòng Sirius này dao động như chẳng hạn từ thắng đùm, bánh trăm thắng đùm đến bánh mâm thắng đĩa là mình dao động từ bánh trăm thắng đùm nó dao động khoảng từ 18 triệu nè đến 21 triệu 500. Dạ, 21 500 chắc là phiên bản bánh mâm thắng đĩa anh ha. Đúng rồi, cao sẽ dao động. Rồi. Còn như đây là 18 triệu các bạn nha. Dạ. Rồi ok. Bây giờ mình tiếp tục mình vào bên trong cái mẫu xe của 2020 đó là XH các bạn. Rồi. Như XH hôm nay thì theo em biết thì có dòng 125 và 150. Thì đúng rồi. Không biết là giá nó dao động như thế nào anh. Dạ. SH thì tuy là cái theo cái thị trường là xe dòng xe SH nó đã lên giá rất là nhiều. Dạ. Nó lên từ 5-7 triệu đến một chiếc cơ. Dạ. Và bên cửa hàng mình vẫn giữ giá lại. Dạ. Nó sẽ dao động từ 77 triệu đến 106 triệu. Dạ. SH là tận 4 phiên bản. Dạ, ok. Dạ. Từ 77 đến 106. Chẳng hạn cho em hỏi như là 125 CBS là mình bao nhiêu? 77. 125 CBS là 77 triệu. Dạ, còn nếu mà 150 CBS? 150 CBS thì nó khoảng tầm 93 triệu. Dạ, 93 các bạn ha. Rồi nhờ bạn cái qua cho anh em xem sơ một hàng SH nha. Thì SH thì có màu đỏ đô các bạn và màu trắng. Hình như là mình thấy màu trắng cửa hàng rất là nhiều luôn. Dạ. Ngoài ra SH nó sẽ còn màu xám đá và màu đen bóng nữa. Cửa hàng mình có không anh? Màu xám đá đây. Màu xám đá bên dưới cũng có luôn. Để bằng camera quay cho anh em xem xong cái mình trở về cái màu xám đá ở bên dưới nha. Đây. Dạ. Trong đây là cái màu xám đá này các bạn. Dạ. Màu này em thấy rất là đẹp luôn nha. Màu này là màu đặc biệt của SH, dòng SH luôn đấy. Nhìn nó sang anh. Đúng rồi. Dạ. Màu đặc biệt, màu mới của dòng nó SH sang, luôn. Nó bóng thì trong video các bạn cũng có thể thấy rồi đúng không? Đây là 150 đúng không? 150 ABS. ABS luôn, hãng cao cấp nhất luôn đó nha. Đúng rồi. Rồi ok. Hồi nãy thì mình hơi vội tại vì mình thích xe SH quá đi. Nên là mình hơi vội, mình đi vào trong sớm quá các bạn. Mà mình không để ý là bên ngoài mình còn video nữa nè. Đó, thì giờ mình trở ra cái anh Cường. Dạ. Đây, tại mê SH quá các bạn nên là mình hơi vội. Nói chung SH mà ai cũng phải mê hết á. Mà riêng bản thân mình quá mê đi. Dạ. Rồi đây là mình có hai con 125 và con 150 anh ha. Đúng rồi. Thì giá dao động thì xin anh Cường cho các bạn biết luôn nha. Thì cái nãy mình cũng nói rồi, 125 nó sẽ dao động từ 39 triệu đến 41, 42 triệu tùy theo xe. Còn Vario 150 thì sẽ dao động từ 52 triệu đến 54 triệu tùy theo xe. 52 đến 54. Đúng rồi. Rồi ok. Đây thì có màu trắng các bạn ha. Và bên trong mình vẫn còn nhiều màu. Thì bây giờ anh em mình vô trong nè. Ok. Đó, mình trở về bên trong nè. Chủ yếu mình ra cho anh em xem là cửa hàng có màu trắng rất là đẹp. Tiếp tục theo cái thứ tự thì anh em mình sẽ tới cái dòng AB. AB, đúng rồi. Dạ. AB thì nó cũng chia ra hai phiên bản, 125 và 150. Dạ. 125 nó cũng có tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. 150 cũng vậy, cũng có tiêu chuẩn và đặc biệt. Dạ. Mình báo giá từ 125 lên nhé. Dạ. Đây, đặc biệt trong từ 125. Trong ra là 125. Dạ. Chẳng hạn như cho em xin cái giá một con 150 phiên bản đặc biệt là đúng không anh? Đúng rồi. 150 phiên bản đặc biệt nó dao động khoảng từ 53 triệu đến 55 triệu. Dạ, 53 đến 55. Tại vì nó hai phiên bản mà. Dạ. Mình sẽ dao động là như vậy từ 53 đến 55 triệu. Chẳng hạn như chắc là con này 53 và con này 55 đây. Đúng rồi. Đó cũng là 150 các bạn ha. Dạ. Rồi. Tiếp tục thì mình vào bên trong là 125 đen nhám nè, màu đỏ nè, và màu trắng đỏ đen cũng như là có màu xanh đen luôn các bạn. 125 nó cũng chia hai phiên bản, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Dạ. Đây những phiên bản tiêu chuẩn là như màu đỏ đen nè, màu trắng đen nè, màu xanh đen nè. Dạ. Đấy. Thì nó sẽ dao động khoảng từ 41 triệu đến 44 triệu. Dạ, 41 đến 44. Đúng rồi. Dạ, ok rồi. Sẵn thì nhờ bạn camera có thể cho anh em xem cái con Future màu trắng phiên bản bánh mâm thắng đĩa. Phải gọi là cũng là phiên bản cao cấp nhất của Future rồi. Rất là đẹp luôn. Thì cái con Future đó cửa hàng mình hôm nay để bao nhiêu anh? Dạ, em giữ cái con. Dạ. Con Future đó mình bao nhiêu?
ở dưới cái còn xíu mình xuống cái mình báo dưới cái luôn okay. Đi báo trên xuống con xuống rồi đó. Tại vì em thấy con feature đó trắng đẹp quá nên em tính hỏi á mà rồi rồi feature ở dưới thì đầu video nãy mình cũng giới thiệu rồi, bên dưới còn đó các bạn, nên là anh Cường anh muốn báo ở dưới lên cho các bạn luôn, tại vì chắc chắn là bên dưới nó còn phiên bản rẻ nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình tới video. Đấy, tới video. Video này thì nhiều lắm. Màu 3D màu độ anh ha. Không, màu này màu zin luôn. À, màu zin luôn hả? Đúng rồi, màu này màu zin luôn. Vậy là phiên bản mới nhất bây giờ. Màu zin phiên bản mới nhất, đúng rồi. Vậy thì các bạn thông cảm cho mình, mình chưa có cập nhật thông tin nhiều. Tại vì xe này nó ra nhiều màu quá. Màu trắng đỏ và màu đỏ đen. Dạ. Màu mới nhất bây giờ là có hai màu mới nhất bây giờ. Dạ. 150. Dạ, đúng rồi. Màu zin luôn. Dạ. Rồi. Còn bên đây là dòng Basic 2019. Dạ, 125 đúng không ạ? 125, đúng rồi. Giá mình để bao nhiêu? Giá mình này rất ưu đãi, chỉ 56 triệu thôi. 56 triệu thôi các bạn. Quá một phiên bản cao cấp đặc biệt. Màu xanh rêu rất là đẹp nha. Dạ. Rồi thì SH thì ở đây mình có hai con nè, thì các bạn xem lại thôi. Ừ. Thì nãy giờ anh em cũng bay rồi. Dạ. Là màu đỏ đô và màu xám đá ở đây. Đó, cái mình tham khảo xong cái con SH thì mình lại tiếp tục cũng qua SH, nhưng mà để SH nhỏ hơn, SH ngon dành cho mấy chị phụ nữ nè. Dạ. Cái dòng xe này là em thấy mấy bạn nữ, mấy chị phụ nữ mà chạy nó nhìn nó đẹp mà nó sang sao anh. Đúng rồi. Và đặc biệt là cái mẫu đời mới bây giờ nó quá đẹp nữa. Đúng rồi. Vốn dĩ SH nó đã tôn lên cái vẻ đẹp của phụ nữ rồi. Dạ. Mà riêng cái dòng đời mới này thì nó quá đẹp, quá xuất sắc. Đúng rồi. Thì đấy, nếu mà cái xe này bên cửa hàng mình đang bán giá ưu đãi lắm, chỉ 69 triệu đến 71 triệu tùy theo xe. 69 đến 71 triệu thôi các bạn nha. Ok. Rất là ưu đãi đúng không? Dạ đúng rồi. 69 đến 71 triệu. Rồi đây thì mình có màu xám bạc nhám nè, rồi màu đỏ đô bóng ở đây. Đó thì trong đây mình còn một cặp ly. Ly 125. Mẫu này mẫu mấy anh? Đời mẫu này đời 2019. Dạ 2019. 2019. Một con màu đen bóng và một con màu xanh đen thì rồi. Không biết là giá hôm nay mình dao động sao? Giá nó sẽ là 39 triệu. 39 triệu. Đúng rồi. Rồi ok anh. Thì bạn sẽ mắc kỳ luôn. Dạ, khóa xe bánh cây luôn. Các bạn lưu ý nha, thì có thể như hôm nay mình quay video này mình phát các bạn xem liền thì giá nó như vậy. Còn có thể như năm bữa nửa tháng, một tuần lễ sau, hay chẳng hạn các bạn nào mà xem trễ 1-2 tháng sau thì giá biết đâu nó sẽ rẻ hơn nữa, và đôi khi thì cũng có vài chiếc nó sẽ nhỉnh hơn. Dạ đúng rồi. Thì tại vì xe mới thì nó dao động nhiều anh ha. Dạ đúng rồi, thì dạ. Xe mới theo thị trường, nói chung là nếu mà nó có xuống thì bên nó xuống nhiều lắm. Dạ. Mà nếu mà có lên thì bên mình cũng hãm lại cho lên từ từ thôi. Dạ. Ok. Nói chung là chấp nhận phá giá mà anh em. Rồi. Dạ. Bên đây thì mình có con Veo màu xám bạc anh ha. Dạ, màu bạc. Rồi, đây là màu zin luôn ha. Đúng rồi, 150. Dạ. 150. Rồi, còn đấy. Bên đây anh. Nối theo cái series mà mẫu mới, màu dạ. Tem mới. Đây, chiếc dạ. Này cũng là màu mới, tem mới. Đây màu zin luôn á nha. Màu đỏ đen, tem dạ. Mới luôn. Đỏ đen. Đỏ đen nhám các bạn, đỏ nhám mà đen nhám luôn á nha. Rất là đẹp luôn. Màu nhám nó đụng vô sướng tay lắm các bạn. Đó, rồi. Đây là 150. Dạ. Dạ. 150. Thì giá này anh em mình cũng báo rồi ha. Dạ, chỉ cho các bạn xem lại cái màu thôi. Đặc biệt nhá, đặc biệt các bạn những cái màu xe mà các bạn muốn lên màu á, các bạn không muốn màu zin nữa, dạ. Các bạn muốn đổi màu, đổi phong cách của mình dạ. Thì bên mình cũng nhận lên luôn. Dạ. Giá nó sẽ dao động từ bộ áo từ khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu. Dạ. Tùy theo xe. Ok. Xe nhỏ và xe lớn. Đó, thì như bên trong các bạn cũng thấy được là một vài con đã màu độ, chẳng hạn như là màu xám xi măng ha. Rồi, đó các bạn đang theo dõi ha. Chủ yếu là màu zin, cửa hàng thì ít màu độ lắm, nhưng mà các bạn muốn là sẽ giải quyết theo yêu cầu các bạn luôn. Giá thì trên lệch không có nhiều, chỉ thêm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy màu thôi. Đó. Rồi ok các bạn. Bây giờ thì mình tiếp tục tới cái giá xe mà phải nói là Honda chơi một chiến thuật rất là ác. Súng là súng tới tận đáy và lên lên tới tận ngọn luôn. Đúng rồi. Đó thì ở đây mình thấy có một cặp màu xanh. Phải nói là màu này rất là đẹp, nhưng mà tiếc các bạn là cái màu này không có phiên bản ABS. Dạ. Nhưng mà chứ cái màu này mình thấy rất là thích luôn. Kiểu như mình hợp phong thủy màu này sao vậy? Thấy là ghiền hả? Đây là phiên bản CBS thì như anh Cường chia sẻ là từ 37 triệu dạ, đến 39 triệu. Đúng không? 37 đến 39 các bạn. Rất là ưu đãi, rất là dạ. Hấp dẫn hot. Ok. Đó, đặc biệt là có ba con mới này, ba con dạ. Màu tem mới rất là đẹp. Dạ. Màu xanh và màu đỏ. Rồi, tiếp tục mình qua tới bên trong là màu đỏ nha các bạn. Rồi, màu đỏ đen. Đây là Winner X thì em thấy là màu rin không anh ha? Dạ, Winner X dạ. Màu rin. Đó, thì đây là con phiên bản đặc biệt nhất luôn là HRC phiên bản trường đua đó mà ABS luôn, thì mình để bao nhiêu anh? Thì nó cũng từ nó khoảng tầm 39 triệu. Dạ. Bên mình bán đồng giá luôn, bên mình không có chia ra phiên bản gì hết. Dạ. Đặc biệt là như vậy, tại nhiều nơi mà người ta bán những cái màu nào hot là bắt đầu ta đưa giá lên. Dạ. Bên mình bán đồng giá luôn. Dạ. Rồi ok. Tiếp tục là một con phiên bản màu đỏ camo.
cũng là IBS, thì giá cả anh Cường chia sẻ rồi. Còn bây giờ thì mình tới cái hàng Exceptor 150 mẫu 29 hay 20 các bạn ha. Đúng rồi. Rồi thì hôm nay mình để như thế nào anh? Exceptor thì nó hơi nhỉnh hơn xíu với Winner. Dạ. Nó khoảng tầm 42 triệu. 42 triệu. Đến 43 triệu. Dạ. 42 đến 43 ngàn các bạn. Nhìn đây... nhau chút xíu thôi. Dạ. Đây mình thấy có màu trắng đỏ đen bóng nè. Dạ. Rồi màu đen nhám. Và đặc biệt là nếu mà Exceptor thì mình thấy rất là thích màu này luôn. Màu nhám mà nhám nó cái điểm nhấn của nó là màu cam. Mình thấy rất là thích luôn. Và bên trong là con M King này đời 2018 không anh? Dạ đúng rồi, đời M King đời 2018. Màu đen nhám mà pha với cái tem màu xanh lá cây thì rất là đẹp luôn. Thì giá mình để sao anh? Đối với xe M King bên mình đang bán là 46 triệu. Dạ. 46 triệu. Và đặc biệt nha, nếu các bạn mà không muốn M King đời 2018 mà các bạn muốn M King đời 20 bên mình cũng có luôn. Dạ. Giá nó chỉ là 45 triệu thôi. Các bạn ơi. Hát quá trời đi. Đó. Rồi ok. Đó, khách quá trời luôn kìa các bạn. Nhờ bạn camera làm một tấm hình nào mà cho nó đầy đủ khách cái nha. Đó. Ok, rồi. Thì cứ để khách đợi xe đi. Anh em mình lại tiếp tục công việc là báo giá để anh em mình nắm rõ hơn nữa. Dạ, dạ. Đây là Sonic, Sonic. Nhám. Em quên giá rồi. Giá nó sẽ dao động từ 56, 57, 59. Dạ, ừ, dạ. Okay. Xe. Rồi, ok. Rồi, thì cửa hàng mình có một cái con Sonic phiên bản Repsol, mà phiên bản này mình thấy là giới trẻ chuộng lắm à. Đúng rồi, phiên bản này phiên bản gọi là đặc biệt nhất trong cái dòng Sonic rồi đấy. Dạ. Yeah. Phiên bản Repsol. Repsol. One hit. Cái này là màu zin luôn hay là sơn lại anh? Cái này màu zin luôn đây. Dạ, màu zin. Đảm bảo. Đảm bảo tất cả các bạn mà mua xe bên mình á, cái nào zin, cái chủ yếu là dàn áo thôi, cái nào zin thì mình nói zin, cái nào mình nói sơn lại mình sơn lại. Yeah. Chứ mình không có chuyện là mình lấy đồ khác mình thay vào rồi mình nói mình bán rẻ xuống, không có chuyện đó nha nhá. Rồi ok anh. Rồi. Đặc biệt con này quá thích luôn. Sonic thì con này đẹp nhất luôn đó. Rồi trong đây thì có con Satin nè. Dạ, Satin. Các bạn tham khảo luôn. Đây là màu xanh ha. Satin này là Satin nhập khẩu tư nhân anh ha. Đúng rồi. Cái đầu video mình cũng có nói đó, Satin Rider sẽ có hai phiên bản, một là nhập khẩu chính hãng và Satin nhập khẩu chính hãng. Và giá là 53-56. Đối với dòng Satin này, đây là xe Satin nhập khẩu tư nhân. Giá sẽ nó hơi nhỉnh chút xíu. Nó khoảng tầm 60 triệu. Xe Satin này. Rồi. Bây giờ mình xuống cái hàng bên dưới cho mấy bạn nghỉ nha. Nãy giờ thì công tay nhiều rồi. Bây giờ thì mình tới Vision. Vision thì cũng có rất là nhiều màu luôn các bạn ơi. Đầu tiên ngoài đây là mình cái màu này mình cứ bằng màu gì anh? Màu này là màu vàng. Màu vàng. Vàng kem á, gọi là kem. Vàng kem, đúng rồi, vàng kem. Em cứ hay bị quên cái màu vàng này nè. Màu vàng kem. Đó, ok. Thì Vision hôm nay thì giá cửa hàng mình để như thế nào anh Cường ơi? Vision nó sẽ dao động từ 32 triệu đến 33 triệu 500. 32 đến 33.500. Đúng rồi, 32 triệu đến 33.500. 32 triệu chắc chắn nó là sẽ là khóa thường đúng không? Khóa thường đúng rồi, phiên bản chìa khóa. 33.500 thì đây là khóa xe mắc cây hay dạ, là đúng rồi. Gì mở xe. Đây các bạn. Rồi. Ngoài ra thì mình còn những cái màu bên trong đây thì cho các bạn tham khảo luôn. Là màu đỏ đô thì với cái màu đỏ đô này thì làm nên tên tuổi Honda luôn các bạn, nên là những cái dòng xe của Honda bất kể xe nào cũng đều có màu đỏ đô này hết á. Rồi, đặc biệt là những cái dòng tay ga. Rồi. Bên đây thì Vision, đây thì mình thấy toàn là khóa xe mắc cây hết các bạn nha. Dạ đúng rồi. Còn nhưng mà nếu mà phiên bản mà mắc cây nhưng mà lại đặc biệt như thế này, như cái này là mình cũng đồng giá 33 năm luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Dạ cũng 33 năm luôn. Còn như đây thì mình có hai con phiên bản chìa khóa là 32. Dạ đúng rồi. 32 ha. Rồi, còn hai con trong đây nhờ anh chia sẻ đến đây luôn. Hai chiếc xe này. Ba chiếc xe này là xe buýt nhập khẩu trực tiếp từ Indo. Dạ, 110. 110. Nhỏ nhắn, cái này dành cho một những bạn nữ 1m40 mấy, 1m50 là ok luôn á. Nó gọn, cực kỳ gọn luôn và rất đẹp và nó đặc biệt một chỗ, nó chất lượng một chỗ là xe nhập khẩu nữa. Dạ đúng rồi, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Giá rất là ưu đãi cho các bạn luôn. 35 triệu một chiếc. Dạ, 35 triệu thì đúng nó rồi, khác gì giá Vision đâu anh. Đúng rồi. Nó chỉ hơn có triệu, triệu rưỡi thôi. Đó. New Vision nó cũng là 110, thiết kế nó thì nó độc đáo hơn và ok hơn, nó là máy nhập. Nếu mà các bạn là các bạn nữ nào gọi là thùy mỹ nết na thì đi mấy dòng này, còn bạn là muốn phá cách một chút xíu, cá tính chút xíu, các bạn chọn cái dòng này. Đây. Đây là phiên bản đặc biệt. Đúng rồi. Của dòng Beat. Đó thì tay ga, nhưng mà với cái tay lái này thì các bạn sẽ không bao giờ biết nó là tay ga. Nó sẽ như một cái dòng mô tô dạng nét bay các bạn. Ha. Ok. Này là quá trượng, quá đẹp luôn. Mấy trăm mười anh ha? Dạ đúng rồi, mấy trăm mười. Dạ rồi, giá mình đều đồng với em là 35. Đồng giá là 35. 35 triệu một chiếc xe, dạ xe rồi. Nhập khẩu. Rồi, bây giờ thì lúc nãy anh Cường đúng không rồi. Chịu báo giá trong phiên chợ cho mình. Tại vì anh giấu một con ở đây nữa các bạn. Anh không chịu, tại vì anh giấu đây con, anh muốn lại đây quay cho rõ hơn rồi hãy báo giá sau.
Đây, con này thì bạn camera chắc cũng đang rất là mê đúng không? Nên chắc chắn con này bạn nó sẽ quay kỹ cho anh em mình theo dõi luôn. Future bên mình có đủ màu luôn. Nó sẽ có màu đỏ, màu xanh, rồi màu đen, màu trắng. Đây các bạn, những cái điểm nhấn nhỏ nhẹ thôi nhưng mà nó sẽ tôn lên cái xe rất là đẹp luôn nha. Những cái đường mạ rum như thế này, phải nói là màu trắng này là phải gọi là đẹp nhất á, theo mắt của mình thôi nha. Đúng rồi. Giá nó cũng đang rất là ưu đãi luôn á. Xe nó cũng lên giá rồi, bên mình cũng giữ lại future, bán lại cái giá như ngày trước mà còn thấp hơn nữa. Nó từ 31 triệu, 30 triệu đến 33 triệu hạ giá cho các bạn luôn. Dạ, 31 đến 33 ha. Đó thì giờ anh mới chịu báo đó. Rồi, 31 đến 33 triệu các bạn. Tất cả những cái dòng xe mà anh em mình đã giờ báo là đều đã bao gồm phí VAT đúng rồi, anh? Đã bao gồm phí VAT. Bao tất gồm cả những dòng xe hết ha. Dạ, bao gồm tất cả trên hết các bạn. Nhưng mà mình lưu ý nha. Mình chỉ báo giá cái ngày hôm nay và có thể là 2-3 ngày tới. Tại vì đôi khi nhiều các bạn xem là khoảng 15 ngày sau khi video clip đăng lên, các bạn mới hỏi giá, ủa tại sao ga giá lên vậy? Thì thành ra là mình cũng nói luôn, tại vì cái giá xe mới theo thị trường nó phải lên xuống thất thường. Nhiều khi mà nó xuống thì mình cho xuống hẳn, mà nó lên mình lên từ từ thôi cho các bạn tiếp cận dễ gần hơn với xe của mình. Dạ, ok. Rồi, thì ngoài cái màu trắng thì mình có màu đen nhám ở đây màu đen ha. Nhám. Dạ. Đây, cho bạn camera cho anh em xem luôn là màu đen nhám. Nó cũng rất là đẹp ha. Thì so với bạn nào mà thích những cái màu đen, màu tối và sạch sẽ tí thì đây là những cái màu mà các bạn lựa chọn là ok nhất luôn. Rồi, đây thì mình có lạc một con Vision đây, khóa Smart Key. Đó. Còn ngoài ra thì hàng này mình sẽ thấy những cái dòng xe 50 độc đáo. Thằng Tay Ga 50. Dạ, cái này là của hãng nào anh? Dạ, của hãng Việt Thái. Việt Thái luôn. Đúng rồi. Hãng Việt Nam mình luôn anh ha. Của Việt Nam sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn. Dạ rồi. Có địa chỉ công ty xuất xứ rõ ràng, các bạn cứ yên tâm. Nhiều bạn thắc mắc lúc khi hỏi, anh ơi xe này nó là ở đâu? Phải xe Trung Quốc không anh? Dạ. Chất lượng nó ra sao? Thì bây giờ mình cũng nói luôn cái clip này. Đây bên mình bán tất cả dòng xe 50 là của công ty Việt Thái, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dạ. Lắp ráp tại Việt Nam, chất lượng thì miễn bài. Dạ. Mình có hay dùng từ là hàng Việt Nam chất lượng cao mà đúng các bạn ha. Rồi thì mình cũng là người Việt Nam thì mình phải ưu tiên dùng hàng của mình thôi, chứ tại sao lại dùng hàng của Tàu. Rồi, một con như vậy mình để bao nhiêu anh? Một chiếc xe Tay Ga này chỉ có 16 triệu thôi. 16 triệu. Thì ở đây mình cũng có rất nhiều màu ha. Dạ, đúng rồi. Màu cam trắng. Nói chung tất cả các bửng đều là màu trắng hết. Xe thì màu cam, màu đỏ, màu xanh đen và màu vàng chanh nữa. Ha, màu vàng chanh. Đặc biệt. Rồi, bạn camera quay cho anh em xem con này đi. Nói chung là cũng đã quay một hai lần rồi nhưng mà nó vẫn đặc biệt quá, phải quay kỹ lại. Tên gì anh? Espero. Tên này con gì anh? Espero. Espero, đúng rồi. Dạ, Espero. Xe điện. Dạ. Chiếc xe này là xe điện. Dạ. Xe điện các bạn ơi. Một lần sạc đầy chạy khoảng 70 cây đấy. Wow, một lần đầy tầm 70 cây thì rất ok các bạn ha. Ok. Có remote rồi, nhìn đã đời luôn. Xe điện. Các bạn nhìn bên dưới nè. Nhìn đã không? 47 luôn ha. Rồi ok, giá là bao nhiêu anh? Mình bán đầu giá luôn, cũng 16 triệu. Cũng 16 triệu luôn. Rồi ok, mình ra ngoài ha. Trong đây là nãy giờ mình thiếu quen pha. Thì bây giờ trong đây mình có nè. Đúng rồi, bên mình đầy đủ dòng xe luôn. Các bạn không cần lăn tăn gì cả. Màu xanh ngọc anh ha. Mẫu 220. Màu xanh ngọc, màu xanh dương, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu nào cũng có. Dạ. Thì quên pha hôm nay cửa hàng mình để bao nhiêu anh? Quên pha nó hơi lên một chút xíu. Dạ. Hơi lên một chút xíu, chút nhịn thôi. Dạ. Bên mình đang bán là 18.8 18.8 đến 19 triệu. Dạ, ok. 18.8 đến 19 nha. Ừ. Rồi, trong đây thì cũng là quên pha màu đỏ. Và trong đây là cái mẫu 82. C50. Đúng rồi. Cũng của Việt Thái đâu đúng không anh? Đúng rồi. Dán custom hồi xưa của mình đó anh em. Custom của Honda hồi xưa đó. Rất là đẹp ha. Này mấy bà học sinh, những chị em phụ nữ hay những cô nào mà muốn chạy những xe nhỏ nhỏ phân khối á thì rất là đầm ha. Ok. Rồi, ở trong đây mình cũng còn nữa ha anh. Còn, trong đây còn vài chiếc xe 50. Dạ. Ừ. Nói cho các bạn tham khảo luôn ha. Rồi. Charlie ở custom và con dán custom đó các bạn, rồi mẫu cúp nữa, cúp hàng tròn á. Rồi giờ mình tham khảo lại hết cửa hàng xe máy Duy Hưng nha. Dạ. Rồi ok. Rồi anh em xem tham khảo lại hết ha. Xong cái mình lên đầu cửa hàng gặp lại anh Cương, anh chia sẻ gì thêm với anh em mình tí không nữa. Các bạn thấy không, giờ này là có. Đã có gần bảy mấy tám tối rồi, có khách rất là đông ha. Okay. Okay. Đó các bạn theo dõi ha. Đây. Đó, khách rất nhiều. Rồi.
Rồi ok, anh em mình ra đây cho nó mát cái anh ha. Rồi ok. Nè thời tiết quá đẹp mà. Rồi. Nãy giờ mình với anh Cường đã dành khoảng thời gian để mà chia sẻ những cái dòng xe tại cửa hàng xe máy Duy Hưng nè các bạn nha. Dạ. Đó. Ừ. Thì giá cả và cách thức trả góp cũng giống như là giấy tờ, nói chung là những cái gì liên quan đến em mình muốn mua xe thì mình và anh Cường đã chia sẻ tiền đạt đến tất cả các bạn hết rồi. Dạ. Còn nếu như muốn biết thêm chi tiết thì nếu mà liên hệ về cho anh Cường theo số nào anh? Nếu mà muốn biết liên hệ cho mình số điện thoại là 0989 672 972. Dạ. Gặp trực tiếp mình. Ok. Dạ. Anh còn chia sẻ gì thêm các bạn không? Mình sẽ nhắc lại cái video này, nhắc lại đầu clip là dạ. Về cái phương thức mua xe bên mình. Nếu mà các bạn đang hỏi thắc mắc về phân vân là mua xe trả góp dạ. Cần những hồ sơ gì thì dạ. Mình nói luôn, thì mua xe trả góp bên mình sẽ có một số dòng xe là hỗ trợ các bạn không cần phải trả trước dạ. Và cái điều kiện để mua trả góp là chứng minh và bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu dạ. Còn nếu các bạn có thể tín dụng thì các bạn đến cửa hàng quẹt một phát một lấy xe về và không phí lãi suất. Ok, ưu đãi. Cái địa chỉ cửa hàng mình là xe máy Duy Hưng dạ. Địa chỉ là 41 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lai Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương dạ. Ok anh. Rồi, quá là chi tiết rồi các bạn ha. Rồi, còn nếu như các bạn nào cho nó còn thiếu đó vấn đề nào nữa thì cứ mình nhận liên hệ về cửa hàng để mà cho anh Cường cũng như là anh chủ hàng Dương sẽ giải đáp cho mình ha. Dạ. Ok, bây giờ mình có Nguyễn và anh Cường. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm dõi video. Rồi xin bắt tay anh Cường một cái. Rồi, okay. Mình chào các bạn nha. Rồi xin chào các bạn khán giả.